Chào mừng các em đến với kênh Thùy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 3, tuần 30, trang 103-104. Tập đọc Ngọn lửa Olympic. Tục lệ tổ chức Đại hội Thể thao Olympic đã có từ gần 3.000 năm trước ở nước Hy Lạp cổ. Đại hội được tổ chức 4 năm một lần vào tháng 7, thường kéo dài 5-6 ngày. Trai tráng từ khắp nơi trên đất nước Hy Lạp đổ về thành phố Olympia, thi chạy, nhảy, bắn cung, đua ngựa, ném đĩa, ném lao, đấu vật. Những người đoạt giải được tấu nhạc chúc mừng và được đặt một vòng nguyệt quế lên đầu tượng trưng cho vinh quang chiến thắng. Trong thời gian lễ hội, mọi cuộc xung đột đều được phải tạm ngừng. Thành phố Olympia trở nên đông đúc, tưng bừng, náo nhiệt vì sự có mặt của người tứ xứ. Từ năm 1894, tục lệ tốt đẹp này được khôi phục và tổ chức trên phạm vi toàn thế giới. Ngọn lửa mang từ thành phố Olympia tới được thắp sáng trong giờ khai mạc, báo hiệu bắt đầu những cuộc đua tài theo tinh thần hòa bình và hữu nghị, theo những mẩu chuyện lịch sử thế giới. Như vậy thì qua cái câu chuyện này thì chúng ta sẽ biết được về cái tục lệ tổ chức Đại hội Thể thao Olympic là như thế nào. Thì ở đây có phần giải thích từ tấu nhạc là nổi nhạc lên, xung đột ý nói chiến tranh, náo nhiệt ồn ào sôi động, khôi phục lặp lại. Rồi bây giờ các em sẽ trả lời câu hỏi. Câu số 1, Đại hội Thể thao Olympic có từ bao giờ? Thì các em hãy đọc câu đầu bài. Tục lệ tổ chức Đại hội Thể thao Olympic đã có từ 3.000 năm trước ở nước Hy Lạp. Hy Lạp cổ. Như vậy thì Đại hội Thể thao Olympic có gần 3.000 năm trước ở nước Hy Lạp cổ. Như vậy câu số 1, Đại hội Thể thao Olympic có gần 3.000 năm trước ở nước Hy Lạp cổ. Tiếp theo câu số 2, tục lệ của đại hội có gì hay? Thì các em hãy đọc đoạn từ đại hội cho được tổ chức cho đến là có mặt của người tứ xứ. Đại hội được tổ chức 4 năm một lần vào tháng 7, thường kéo dài 5-6 ngày. Trai tráng từ khắp nơi trên đất nước Hy Lạp đổ về thành phố Olympia thi chạy, nhảy, bắn cung, đua ngựa, ném đĩa, ném lao, đấu vật. Những người đoạt giải phải được giải được tấu nhạc chúc mừng và được đặt một vòng nguyệt quế lên đầu, tượng trưng cho vinh quang chiến thắng. Trong thời gian lễ hội, mọi cuộc xung đột đều phải tạm ngừng. Thành phố Olympia trở nên đông đúc, tưng bừng, náo nhiệt vì sự có mặt của người tứ xứ. Như vậy ở đoạn này các anh thấy tục lệ của đại hội có những điều hay, đó là đại hội được tổ chức 4 năm một lần vào tháng 7 và thường kéo dài 5-6 ngày. Rồi trai tráng từ khắp nước Hy Lạp kéo về thi nhiều môn thể thao. Rồi tiếp theo là những người đoạt giải thì được tấu nhạc chúc mừng và được đặt một vòng nguyệt quế lên đầu, tượng trưng cho vinh quang và chiến thắng. Rồi trong cái thời gian lễ hội thì mọi cuộc xung đột đều phải tạm dừng. Đó thì đây là những cái điều hay của đại hội Olympic, của cái tục lệ của đại hội. Như vậy tục lệ của đại hội có nhiều cái hay. Đại hội được tổ chức 4 năm một lần vào tháng 7 và kéo dài 5-6 ngày. Trai tráng khắp nước Hy Lạp kéo về thi nhiều môn thể thao. Những người đoạt giải được tấu nhạc chúc mừng và được đội vòng nguyệt quế. Trong thời gian lễ hội, mọi sự xung đột đều phải tạm gác lại.
Rồi tiếp theo câu số 3. Theo em, vì sao người ta khôi phục Đại hội Thể thao Olympic? Thì các em hãy đọc lại đoạn cuối của bài và tìm lý do. Từ năm 1894, tục lệ tốt đẹp này được khôi phục và tổ chức trên phạm vi toàn thế giới. Ngọn lửa mang từ thành phố Olympia tới được thắp sáng trong giờ khai mạc, báo hiệu bắt đầu những cuộc đua tài theo tinh thần hòa bình và hữu nghị. Thì ở đoạn này các em thấy người ta khôi phục Đại hội Thể thao Olympic bởi vì để cho chúng ta phát triển mạnh việc rèn luyện thể dục thể thao ở khắp nơi và để các nước trên toàn cầu có dịp gặp gỡ đua tài và nảy nở thêm cái tinh thần hữu nghị, đoàn kết, yêu hòa bình, chống chiến tranh. Như vậy ở đây câu số 3. Người ta, theo em, ngày nay người ta khôi phục Đại hội Olympic trên phạm vi toàn thế giới là để phát triển mạnh việc rèn luyện thể dục, thể thao ở khắp nơi để các nước trên toàn cầu có dịp gặp gỡ, đua tài và làm nảy nở thêm cái tinh thần hữu nghị, đoàn kết, yêu hòa bình, chống chiến tranh. Rồi cuối cùng là nội dung. Nội dung nêu lên ngọn lửa Olympic là ước vọng hòa bình, hữu nghị của các dân tộc trên thế giới. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn tiếng Việt lớp 3. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Lim để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt và cô chào tạm biệt các em.